Em xả cho mình lô quần xịp hàng Việt Nam xuất khẩu thương hiệu CK, ông vua của tất cả các loại đồ lót và là thương hiệu đồ lót nổi tiếng của thế giới nha. Từ giá gốc là 1 triệu, ngày hôm nay em xả chỉ còn 250 thôi. Số lượng chỉ có 30 hộp, anh nào đặt hàng nhanh tay lên liền số điện thoại cho em. Từ 1 triệu xả xuống còn 250, một hộp 6 cái 250 tính ra một cái chỉ có 40.000, rất là rẻ nha. 6 cái 6 màu khác nhau cho mình thay đổi nè. Đẹp xuất sắc luôn, đẹp từ cái form quần cho đến cái chất liệu nha. Chất vải là vải cô tông hữu cơ, mặc rất là mát, co giãn đàn hồi rất là tốt nè. Cao quần được thêm một chữ Kelvin chạy ở xung quanh, rất là sắc nét và rất là đẹp. Chuẩn hàng cao cấp xuất khẩu châu Âu, có tem hai lớp cho mình, tem bên trong và tem bên ngoài đầy đủ nha. Từ 45 đến 90kg là có size mặc vừa. Anh trai nào đặt hàng để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mình sau. Những đường may được may rất là chắc chắn và may rất là đẹp, bao bền cho mình. Bỏ vào máy giặt quay, không bung chỉ, không bay màu và không bị mốc phao quần. Đặc biệt cái chất vải này mặc rất là thích nha. Anh nào mình đổ mồ hôi nhiều, vận động nhiều, mặc vào trời nóng trời mùa hè, mặc cái chất vải này là thích nhất. Thấm hút mồ hôi nè, kháng khuẩn khử mùi cho mình, không bị hầm và không bị bí. Quan trọng là thương hiệu CK, từ giá gốc 1 triệu em xả cho mình chỉ còn 250 thôi. Anh trai nào đặt hàng phải nhanh tay nha, em ship hàng toàn quốc. Anh nào mua 1 hộp phí ship là 30, mua trên 2 hộp em miễn phí ship toàn quốc cho mình. Từ giá gốc là 1 triệu, ngày hôm nay em xả chỉ còn 250 thôi. Đẹp xuất sắc từ cái hộp bên ngoài cho tới cái quần bên trong. 250 một hộp nha. Một hộp 6 cái 6 màu khác nhau cho mình thay đổi. Mỗi ngày mình mặc một màu, màu nào cũng rất là đẹp và rất là dễ mặc. Đó, xuất sắc luôn mà chỉ có 250 thôi. Ngày hôm nay anh nào không đặt chắc chắn lần sau không còn cơ hội được đặt nữa đâu nha. Số lượng chỉ có vài chục hộp, đặt hàng tranh thủ. Chị gái nào mua tặng chồng nhanh tay giúp em. Mua tặng chồng mà chồng chê qua đem đền tiền gấp 5 lần cho mình luôn, nên cứ yên tâm về chất lượng nha. Chuẩn hàng xuất khẩu châu Âu nè, tem mạc đầy đủ hai lớp cho mình. Xung quanh cặp quần được thêm một chữ Kelvin rất là sắc nét. Anh nào mình hay mặc quần cao cấp, mình hay mặc quần xịn, mình nhìn cái quần thôi biết ngay hàng mắc tiền rồi. Chỉ có hàng cao cấp mới đẹp chuẩn xịn như thế này thôi. Đẹp xuất sắc từng đường kim mũi chỉ nè, được may rất là đẹp và mất rất là chắc luôn. Bỏ vào máy giặt quay thoải mái, không bung chỉ, không bay màu và không bị mất form quần. Cặp quần này co giãn đàn hồi rất là tốt. Anh trai nào bụng to, mông to mặc thoải mái nha, không bị cuộn, không bị hằn và không bị khó chịu. Quan trọng từ 1 triệu em xả cho mình chỉ còn 250 thôi. Nhận hàng tất cả các anh trai mình được kiểm tra hàng nên mình cứ yên tâm nha. Để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên tư vấn size số cho mình. Bao nhiêu ký cũng có size mặc vừa. Chuẩn hàng cao cấp, chuẩn hàng Việt Nam xuất khẩu châu Âu nè. Tem mạc bên ngoài đầy đủ cho em nha. Tem bên trong và tem bên ngoài chuẩn hàng cao cấp luôn. Nhìn thôi là muốn mua liền. Chất vải này cầm lên tay đảm bảo anh nào mình cũng rất là thích nha. Mặc CK thì quá là tự tin rồi. Thương hiệu đồ lót nổi tiếng của thế giới mà anh trai này mình cũng rất thích mặc thương hiệu này. Đặt hàng phải có số điện thoại cho em. Có số điện thoại em sẽ chốt đơn cho mình nha. Ở đâu cũng ship, em ship hàng toàn quốc cho mình nè. Chất vải nên cầm lên tay rất là mát và rất là mịn. Quan trọng từ giá gốc 1 triệu em xả cho mình chỉ còn 250 thôi. Và duy nhất trong cái like ngày hôm nay, hôm nay anh nào không đặt chắc chắn lần sau không còn cơ hội được mua nữa. Một hộp 6 cái 250 tính ra một cái chỉ có 40.000 thôi. Quá là rẻ luôn. Xuất sắc nha. Đẹp từ cái hộp bên ngoài tới cái quần bên trong. Anh nào mình hay xài hàng cao cấp, nhìn cái hộp thôi biết ngay hàng xịn rồi, không cần phải nói nhiều nha. 6 cái 6 màu khác nhau, màu nào cũng rất là đẹp và rất là dễ mặc. Form là form xịp chéo mặc ôm sát vào body, đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn. Xung quanh cặp quần được thêm một chữ Kelvin rất là sắc nét chạy ở xung quanh. Chuẩn hàng cao cấp Việt Nam xuất khẩu đi châu Âu, tem mạc hai lớp nha. Tem bên ngoài, tem bên trong đầy đủ cho mình. Từng đường kim được may rất là chắc chắn, bao bền. Bỏ vào máy giặt quay thoải mái, không bung chỉ, không bay màu và không bị mất form quần nha. Quan trọng là chỉ có 250 thôi. Ngày hôm nay này không đặt là tiếc, bởi vì không còn nhiều đâu. Số lượng em chỉ có vài chục hộp thôi. Đặt hàng tranh thủ lên liền số điện thoại cho em. Một hộp phí ship 30, mua trên 2 hộp em miễn phí ship toàn quốc cho mình nha. Mua làm quà tặng thì rất là sang, còn mua để đặt thì cực kỳ là sướng luôn. Rồi,